ngày 6 tháng 10, Selbert, Vienna. Sáng nay, chúng tôi lại check out khách sạn để lên đường đến Vienna, thủ đô của nước Áo, bên dòng sông Danube với những bài luân vũ Vals nổi tiếng. Đường đi Vienna thật đẹp, với bóng rặng núi Alpes xa xa cuối đường chân trời. Ngay cả điểm nghỉ chân cũng được mọi người tận dụng để thi nhau chụp các kiểu hình thật dễ thương. Áo này thì nó ngang với cả nước Séc, bằng 1/3 của nước Đức hoặc là 1/3 của Việt Nam. À, nơi sinh của Hitler ngày xưa ấy là thuộc về Áo, nhưng mà bây giờ sau khi mà ông ý thống nhất được cái đất nước Đức, Đức rồi thì ông ấy chuyển cái khu vực đấy thành về nước Đức. Đó thì cái nơi sinh của Hitler chỉ cách Salzburg có 20 cây thôi, cái thành phố vừa sau của mình ấy, về phía tây, về hướng München là cách đấy có 20 cây thôi. Và là mình, nếu mà mình có dịp mình vào trong các cái bên trong của các dãy núi Alps này mình khám phá thì là mình sẽ thấy có những cái hang động, có những cái hang băng rất là đẹp đó, hoặc là ở trong này nó có những cái hệ thống hang rất là dài, có hệ thống hang dài đến 70 km, mà nếu như mà mình không đi cùng hướng dẫn viên ấy, là mình có thể bị lạc và chết ở trong đó luôn. Ở đây những cái nhà giàu thì họ sẽ lên núi ở như kia, hoặc là họ mua những cái căn nhà đấy và cuối tuần thì họ về trên nhà. Cái phong cách này thì ở bên nào đây và Thụy Sĩ rất là giống nhau nhỉ. Cô ấy họ cắm thẳng đứng xuống cái hồ này, cái bên phải của chú đấy đó, thì cái nhiệt độ mặt nước thì vào khoảng tầm 6 độ, và nhiệt độ dưới âm là ở dưới trong dưới độ sâu khoảng 250 m là khoảng âm 25 độ đó. Nhưng đối với những người Tây thì người ta thường xuyên là vào mùa hè người ta ra đây người ta tắm, nhưng mà người châu Á mình thì chắc là không đủ sức. Trưa nay mình sẽ ăn đồ Tây. Dạ.
chân đấy chứ. Mình giơ cái chân ra nào. Let's go, let's go. Sau bữa trưa, chúng tôi tới thăm điểm đầu tiên của thành Vienna là lâu đài Skoprum, nơi được chọn là lâu đài mùa hè của dòng họ Habsburg. Lâu đài kiểu Rococo này có đến hơn 1.400 phòng, là một trong những kiến trúc mang tính nghệ thuật và văn hóa lịch sử lâu đời quan trọng nhất của đất nước Áo. Ok, thì cái tòa nhà mà mình thấy rất là to trước mặt mình đơ ấy, thì là nó chỉ là một cái khu vực bé tí ở trên cái bản đồ này thôi, trên map này thôi. Cả cái tòa nhà mà đằng sau 1.441 là cái khu vực bé chút ở đây này. Đó, ở đằng sau này thì mình đang ở đây, mình đang ở khu vực phía thứ A này. Thì ở đằng sau của cái công viên mùa hè là cả một khoảnh vườn rất là to. Trong đó cái phần này là phần đồi, khu vực đồi. Đấy, còn ở đây thì là hai cái khu vực vườn, một vườn theo kiểu Anh và một cái vườn theo kiểu Pháp. Đó. Hay quá, bây giờ thì mình sẽ vào bên trong cái khu vực cung điện này để mình tham quan trước. Mình tham quan khoảng 20 phòng ở trong cái tổng cái khu vực này thôi. Và người ta dựng lên ở đây gọi là cái sở thú có thể nói là sở thú đầu tiên của châu Âu vào thế kỷ thứ 14. Nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó là the first. Thì mời cô chú mình vào đây. Và đây mình chụp mấy kiểu ảnh cho nó đi vào bên trong. Được xây dựng từ thế kỷ thứ 17, trải dài hơn 300 năm trong lịch sử, khu vực lâu đài đã được xây dựng thêm nhiều công trình, nhất là khu vườn có thời kỳ đã từng là nơi đi săn chim muôn của dòng họ và đài phun nước Neptune ở cuối khu vườn. Trong cái mùa đông mình đi mùa khô nhưng mà mới thăm cái viện mùa hè.
if you take a look straight down, yeah. If you take a look to straight down, you can see St. Stephen's Cathedral, yeah, the big spire with the zigzag roof, yeah. This church is our most famous church in Vienna. It's about 800 years old. And here on the left-hand side, you can see the State Opera House. The State Opera House with the green roof was the first building that was completed after Vienna was enlarged. It just celebrated 150 years of age. It was built in 1869. Unfortunately, both the State Opera House and St. Stephen's Cathedral were those two buildings that were damaged during World War II. State Opera House, the green roof, yeah, was bombed down by your friends, the Americans. Yeah? By mistake, of course. Yeah? They thought it was a railway station. We don't have Chinatown because we have a very, very small Asian population here in Austria. I would say equivalent to 0.05%. Yeah? This is very small. So the largest immigrant group that we have here in... actually, you know, Vienna is the capital. Here we have more foreigners. Yeah? Quảng trường Maria Theresien, nơi có hai tòa lâu đài đối diện nhau. Một bên là bảo tàng lịch sử tự nhiên và một bên là bảo tàng lịch sử nghệ thuật với tượng đài nữ hoàng Maria Theresien. Từ quảng trường này, chúng tôi được xe đưa tới quảng trường Thánh Stephen, nơi có đại thánh đường Thánh Stephen đồ sộ và cổ kính. Thánh đường được xây dựng từ thế kỷ 14, dựa trên nền của hai nhà thờ cổ xưa hơn, từ thế kỷ 12, là kiến trúc tôn giáo quan trọng nhất của Vienna, nơi đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử nước Áo qua các triều đại Habsburg cho đến ngày nay. Thánh đường Stephen với mái ngói có hoa văn nhiều màu nay đã trở thành biểu tượng dễ nhận ra của thành phố Vienna. Cái nhà thờ này hoàn thành đến bây giờ là nó như thế này, nhờ cái phần màu đen. Đó còn cái nguyên bản của nó là cái phần màu trắng ở bên trong. Và ở đây thì mình sẽ nhìn thấy cái mô hình này, đứng coi như là mình có thể nhìn thấy được từ trên cao cái mô hình của cái nhà thờ. Ồ, đây nè hả? À, cái mô hình của nhà thờ này đó. Là thế kỷ 13 này. Sau buổi trưa sau 12 giờ là họ mở cửa bình thường. Kể cả lâu đài Praha cũng thế. Cái nhà thờ đấy cũng 12 giờ mới mở cửa. Trước đó chỉ dành cho con chiên thôi.
Tối nay là tối chót của Vienna hả? Sunday, yeah. Mình ở Vienna. Mai là rời đi nước khác rồi. Tối nay mình ăn nhà hàng Thái, đây là Thái Kitchen. Có nhiều món rất là hấp dẫn. Rồi, mọi người có nói thêm gì không? Bữa nay đi bộ đã đời rồi. Có lời thì nói đi, có lời nói đi. Nói cho nó có lời luôn. Đó, khách có lời nữa. Này là tôm rum, tôm điểm lúc Thái, bao nhiêu lúc Thái? Thái nghe, ăn vô nghe. Tôm heo. Thịt heo salad thịt heo. Heo mà xào thịt heo bằm. Nãy nói bèm bu nấu với chicken. Chicken bèm bu hả? Curry gà với bèm bu.